xong rồi mình loa cho kịp nhìn. Dầm là dầm đẹp. Hành thông. Vâng, đã thấy bác quả phụ. Có vẻ như máy hơi giật. Cái KBS đâu? Nông dân như hack sập ít luôn. Hơi giật. Bác, có những mình. Vâng, nông dân như sập ít luôn. Hack sập ít trong nhiều đã được cấp dự ăn online lần 22. Không có tiếng đâu. Quay anh mạnh người lạc. Trời đang mưa rất mát. Vâng, dân chơi là khá nhiều. Có đi đồng đô không? Đã kích đời 2. Có lẽ nên cần đi đập đô. Vâng, lúc con hưu này về. Cần thêm một bầy hưu và một gái quả nữa. Có chỉ số giò cao nhất bản đồ. Các nhà khác có vẻ như là tài nguyên là khá dồi dào. Anh L đây, cung hay chém, đánh cung rồi, nhà là có thể khung, đã đủ, 11, vâng 11, 11 không 1, lên đời rồi, khá chuẩn bài, ăn nốt cái quả này, được là khá đủ, có thích tiếp thêm BS không, BS 2, vâng. Cắt dân 16 ngựa không? Bắt đầu xóa ngựa. Bên cạnh tôi khá nhiều sinh lợn đang hưởng thụ ăn lạc uống trà sữa. Trận đấu này thì có hai đối thủ là Phú Thức Anh đã hy sinh việc làm ở cơ khí để xem trận chung kết này. Rồi có đặt xem thật này. Nhìn ạ, khá là nhanh, hơi lác. Cái chỉnh thôi, còn mấy cậu nữa. Chủ máy mà không biết thì hỏi tôi cho tôi biết được. Có cần lo gấp từ 3 giờ là không? Chưa lo. Tôi đầu. Tuần đầu đều, đã bắt đầu để quân đi. Đẩy sâu góc 12 giờ, đã thấy lượng giò của Ken. Vâng. Lượng giò của Ken đẩy đi, nhưng anh chỉ đứng ở rừng. Xin lỗi, anh chỉ là thằng bắn lượng giò.
quân của bắn chim là gì?